Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ để tạo ra những cái đối tượng cơ bản trong phần mềm Formit. Đầu tiên, khi chúng ta tiến hành tạo hình trong Formit, các bạn hãy kích vào biểu tượng Setting và chọn đơn vị unit là metric nếu như các bạn quen sử dụng metric. Thông thường khi chúng ta mở Formit, nó sẽ mặc định cho chúng ta là đơn vị imperial, tức là foot và inch. Thì các bạn có thể chọn nó là metric để có thể vẽ dễ dàng hơn. Sau đấy các bạn hãy kích vào biểu tượng Grid Sketch. Ở đây chính là nơi chúng ta sẽ tạo ra những cái đối tượng cơ bản nhất. Đầu tiên là lệnh Line vẽ đường thẳng, chúng tắt là L. Sau khi chọn lệnh, các bạn hãy kích vào điểm đầu tiên trên cái hệ thống lưới này. Sau đấy các bạn đưa ra và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ tạo ra được một đường thẳng rất là đơn giản. Mình sẽ làm lại, mình kích vào điểm đầu tiên, mình kích vào điểm thứ hai, hoặc các bạn cũng có thể là kích điểm thứ hai, sau đấy các bạn có thể kích vào đây và điền cho nó cái thông số độ dài. Ví dụ như đây mình cho nó là 2m, mình ấn 2m và mình OK. Chúng ta sẽ tạo ra được một đường thẳng 2m ở đây. Và các bạn tiếp tục có thể vẽ những cái đường thẳng mà các bạn mong muốn như thế này chẳng hạn. Lưu ý, chúng ta vẫn có thể sau khi kích vào điểm thứ hai, các bạn có thể điền thông số cho nó độ dài vào đây. Và khi chúng ta vẽ những cái đường thẳng khép kín, ngay lập tức Formit sẽ tạo cho chúng ta được một cái mặt phẳng như thế này. Các bạn lưu ý rằng khi chúng ta vẽ trong Formit, như ở đây mình vẽ một đường thẳng chẳng hạn, các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái đường trục X, Y, Z. Ví dụ như mình vẽ theo đường trục đỏ này, đấy chính là trục X. Trục xanh là cây, tức là trục Y. Và trục xanh dương chính là trục Z. Khi các bạn vẽ, các bạn khi đã xác định được cái trục mà các bạn mong muốn như trục Y chẳng hạn, các bạn có thể giữ phím Shift để khóa hướng và các bạn có thể vẽ như thế này. Khi các bạn khóa hướng, các bạn hoàn toàn có thể bắt điểm để tạo ra những cái điểm gióng như thế này chẳng hạn. Đấy. Ngoài ba cái trục đấy, ví dụ như khi mình vẽ một cái đường chéo này, nó không theo trục nào cả. Khi mình vẽ những cái đường thẳng tiếp theo, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái đường trục màu hồng nhạt. Thì đấy chính là đường trục giúp chúng ta vẽ các đường vuông góc hoặc những cái đường song song như thế này. Bạn thấy không? Đấy. Thì những cái đường trục đấy cũng giúp các bạn vẽ chính xác rất là nhiều trong Formit. Đấy là lệnh Line. Tiếp theo là lệnh Arc Line, tức là vẽ đường cung tròn. Phím tắt là A. Các bạn cũng kích vào điểm đầu tiên, có thể kích vào điểm thứ hai. Có thể cho nó cái thông số độ dài ở đây. Ví dụ đây mình cho nó là 1m. Enter. Đấy. Sau đấy mình sẽ đưa chuột ra để xác định cái cung tròn nó hình dạng như thế nào. Và hoàn toàn các bạn có thể bắt điểm, hoặc các bạn có thể là thấy điểm đỏ này. Thì khi các bạn kích vào điểm đỏ này, chúng ta sẽ vẽ được một đường cung tròn bằng nửa đường tròn, tức là half circle. Đấy. Mình sẽ làm lại, mình kích vào điểm đầu tiên, kích vào điểm thứ hai, kéo nó ra và kích chuột, chúng ta sẽ vẽ được một đường cung tròn. Và tương tự, khi chúng ta vẽ những cái đường cung tròn khép kín, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mặt phẳng. Tiếp theo đó là lệnh SPLine, tức là đường cong tự nhiên. Mình sẽ chọn lệnh SPLine, lệnh tắt là S. Mình kích vào điểm đầu tiên, kích vào điểm thứ hai. Đấy, các bạn có thể điền cho nó thông số đây, ví dụ đây là 0.5m. Enter. Đấy. Chúng ta sẽ tạo ra những cái đường như thế này chẳng hạn. Những cái đường đỏ, điểm đỏ đỏ mà các bạn trông thấy trên màn hình chính là những cái điểm quản lý của cái đường SPLine. Và tương tự các bạn cũng có thể gióng theo các trục X, Y, Z mà các bạn mong muốn. Khi chúng ta vẽ được một cái đường cung tròn khép kín như thế này chẳng hạn, thì nó cũng sẽ tạo cho chúng ta một cái mặt phẳng như các bạn thấy trên màn hình. Thì rất là dễ dàng, chúng ta đã tạo ra được một cái mặt phẳng bằng các đường SPLine. Lệnh tiếp theo chính là lệnh Rectangle để vẽ hình chữ nhật, lệnh tắt là R. Để vẽ hình chữ nhật, các bạn kích vào điểm đầu tiên, các bạn kích vào điểm thứ hai. Ở đây tương tự chúng ta cũng có thể điền cho nó thông số, ví dụ đây 1m. Và các bạn đưa chuột ra. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ tạo ra được một hình chữ nhật rất là đơn giản. Ở đây mình sẽ cho nó là 1.5m chẳng hạn. Enter. Chúng ta đã tạo ra được một hình chữ nhật. Mình sẽ làm lại. Mình kích vào điểm đầu tiên, kích vào điểm thứ hai, và các bạn có thể là cho nó cái
theo trục nào các bạn mong muốn. Ví dụ đây theo trục x chẳng hạn, hoặc theo trục z, bạn thấy không ạ? Đấy, và tương tự chúng ta có thể ấn phím shift để khóa hướng, và khi các bạn đưa đến cái vị trí các bạn mong muốn thì các bạn có thể kích chuột hoặc là điền cho nó cái thông số độ dài như đây chẳng hạn. Rất là đơn giản, chúng ta đã tạo ra được những cái hình chữ nhật. Và lệnh cuối cùng chính là lệnh cycle, tức là lệnh cung tròn, phím tắt là C. Mình sẽ kích vào lệnh này và mình sẽ chọn điểm đầu tiên, tức là tâm của đường tròn. Mình kéo ra và các bạn sẽ thấy chúng ta có thông số bán kính. Ở đây mình tạm thời sẽ kích vào điểm thứ hai và mình sẽ điền cho nó thông số bán kính là 1m chẳng hạn. Mình ok. Đấy, chúng ta đã tạo ra được một đường tròn. Mình sẽ vẽ lại. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây 0.5, enter. Thì đấy là những cái lệnh vẽ đơn giản nhất trong phần mềm Formit. Trong các bài học lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái công cụ khó hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.